Quân chào bạn, video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng encoder đo tốc độ số vòng quay của cái động cơ này và hiển thị nó lên màn hình LCD. Rồi, về màn hình LCD mình đã có hướng dẫn video, làm video hướng dẫn chi tiết về màn hình LCD, mình không có sẽ không nói lại. Ở đây màn hình của mình là 1602 và sử dụng modem IEC. Encoder mình cũng đã làm một video rất là chi tiết về encoder rồi, thì mình cũng sẽ sử dụng encoder trong video đó. Ở đây mình cũng không nói lại chi tiết, mình nói sơ qua thôi. Ok, trước khi vào code thì mình sẽ test cho các bạn xem thử. Đây thì mình cắt nguồn động cơ quay thì sau khi các bạn dây nó bị không được ăn đấy, đây số vòng quay nó sẽ hiển thị số vòng quay trên đây là rpm, là số vòng quay trên phút là 240, còn cái này là mét trên giây, là tốc độ á, tốc độ mét trên giây là 0.31 mét trên giây. Thấy không? Đây là RPM là 240 và đổi ra mét giây là 0.31 mét giây. Rồi ok, thì cái code đó thì đầu tiên là cái encoder, cái chân out encoder mình sẽ nói vô chân số 2 là cái chân interrupt 0. Rồi LCD là IEC mình sẽ nói SDA và SNL vào cái chân SDA và SNL. Rồi ok, bây giờ code nha. Đầu tiên là thực hiện LCD IEC, LCD của mình là 1602. Rồi địa chỉ là 0x27, rồi encoder là số chân số 2 là một biến điếm, một cái biến RPM và một cái biến tốc độ là lot, kiểu lot. Rồi cái này là millithe delay, đây là để mình sử dụng ở đây. Millithe delay mình đã làm video về millithe delay rồi, các bạn nên xem lại video đó nha. Rồi các bạn chưa biết gì về millithe thay thế delay thì các bạn xem lại video đó. Rồi đầu tiên là một cái hàm điếm xung, điếm cộng cộng. Rồi setup thì mở cổng serial 9600 nè. Rồi đây là cái khởi động LCD, rồi mở màn hình, mở đèn LCD lên. Cái vị trí 0 và cái hàng 0 thì sẽ hiện cái chữ là RPM 2 chấm, rồi hàng số 1 là hiện cái chữ mét trên giây. Rồi encoder là input, tức là tín hiệu vào, nhận tín hiệu từ encoder. Rồi attack interrupt, ở đây mình sẽ sử dụng ngắt ngoài. Ngắt ngoài mình đã làm một cái video riêng rất là chi tiết, thì các bạn xem lại ngắt ngoài. Nếu như mà các bạn chưa biết thì sử dụng ngắt ngoài để điếm xung, điếm xung của cái encoder này, điếm xung encoder thì khi mà có read sin thì sẽ chạy thực hiện cái ngắt ngoài, thực hiện cái hàm điếm xung, điếm sẽ cộng lên 1. Rồi ngắt thì ngắt không, do ngắt không thì là cái chân ngắt là chân số 2 nên là encoder sẽ nói chân số 2. Rồi lúp lúp thì thời gian sẽ bằng millit. Rồi thời gian trừ cho hiện tại lớn hơn bằng tham chở này, millit hay delay ha, mình sẽ không nói lại phần này. Rồi hiện tại bằng thời gian, rồi RPM bằng điểm chia 20 nhân 60 là để tính cái RPM, tức là số quay trên phút. Cái này thì cả RPM và tốc độ thì bên cái phần mà cái video mà hướng dẫn về encoder, hướng dẫn về sử dụng encoder mình đã làm video rất là chi tiết rồi, các bạn có thể xem lại để các bạn hiểu công thức này hơn. Thì đơn giản là công thức này nó sẽ tính ra cho bạn tốc độ RPM. Rồi cái công thức tốc độ là sẽ tính ra được các bạn từ RPM này, từ RPM nó các bạn tính được cái tốc độ mét trên giây. Thì cái công thức RPM là điếm, tức là số xung chia cho 20, tức là một cái đĩa encoder này là có 20 xung gì, thì khi mà nó quay hết một vòng là sẽ được 20 xung. Thì nó sẽ cái chỗ này nó sẽ tính là trong một giây coi nó chạy được bao nhiêu xung, ví dụ trong một giây nó được 120 xung thì lấy 120 xung chia cho 20 thì sẽ ra được số vòng quay trên giây, lấy số vòng quay trên giây nhân số cho 60 là ra được số vòng quay trên phút RPM. Rồi tốc độ thì chúng ta sẽ lấy số vòng quay trên giây là điểm chia 20 là số vòng quay trên giây nhân cho 0.025 là đường kính của vòng tròn đơn vị là mét, và 3.14 là số bi. Số bi không nói rồi, đường kính vòng tròn này chính là cái đường kính của cái đĩa này. Và các bạn nếu như các bạn có sử dụng bánh xe thì đường kính vòng tròn là các bạn đo đường kính của bánh xe nha, không phải đường kính của đĩa, tức là các bạn đo đường kính của cái vật lớn nhất. Ở đây cái đĩa lớn nhất, cái vòng tròn lớn nhất của mình là cái đĩa quang của encoder. Còn nếu các bạn sử dụng bánh xe thì vòng tròn lớn nhất là bánh xe. Thì các bạn đo đường kính. Ở đây cái đĩa của mình là 2.5 cm, tức là 0.025 m. Rồi các bạn nhân thì các bạn áp dụng thứ này ra được tốc độ. Rồi sau mỗi một giây nó điếm xung thì nó sẽ đưa hàng điếm này, hàng điếm này nè về không, và nó tiếp tục điếm lại, điếm tiếp. Rồi ở đây là cái đoạn này sẽ là hiển thị lên cái LCD. Nếu như mà RPM lớn hơn 100 thì nó sẽ hiển thị ở cái ô số 5, bắt đầu từ ô số 5. Rồi bắt đầu từ ô số 8 thì nó sẽ ở đây hiển thị khoảng trống. Rồi ngược lại, nhỏ hơn 100 thì hiển thị ở ô số 5, nhưng mà bắt đầu từ ô số 6 là sẽ là khoảng trống. Rồi tốc độ thì hiển thị ở ô số 5 nhưng mà cái hàng 1. Ok chưa? Rồi
Đây thì đây như mình test cho bạn đó. Rồi, thấy không? GBM là 2.4. À, tương tướng với và mét trên dây là 0.31 mét trên dây. Đây các bạn coi chính cổng serial nè, GBM 2.4, mét trên dây là 31 nè, ha. Giờ mình sẽ bỏ cái này đi. Cho nó dễ nhìn hơn. Rồi, các bạn sẽ thấy là cứ một giây đấy, một giây nữa đo nè, ha. Cái sau một giây là sẽ cập nhật lại số vòng quay trên phút và mét trên dây. Rồi, như video mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách hiển thị tốc độ số vòng quay và tốc độ của từ đo được từ encoder hiển thị lên màn hình LCD. Nó cơ bản là khá là đơn giản. Thì các bạn biết cách sử dụng LCD và các bạn biết cách sử dụng encoder là các bạn sẽ kết nối với, liên kết hai thằng với nhau được thôi, rất là đơn giản. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like, share, subscribe kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.